tiếp tục chương trình tưởng niệm Tháng Tư Đen với tiêu đề Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1965 đến năm 1975. Kính mời khán giả xem tiếp đoạn phim tài liệu về hoạt động của tiểu đoàn Bảo Trì Trực Thăng thuộc Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ tại căn cứ An Khê, vùng Cao Nguyên. The 1st Cavalry Division, Air Mobile, is implementing the air mobility concept in Vietnam. And these films of the division were made from 9 through 11 December 1965. Đây là toàn cảnh doanh trại của tiểu đoàn Bảo Trì Trực Thăng thuộc Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ. Tiểu đoàn này phụ trách bảo trì tu sửa các trực thăng UH-1 chở quân, trực thăng chiến đấu UH-1C, trực thăng vận tải CH-47 Chinook và CH-54. First arrived in Vietnam on 15 September 1965 and proceeded to An Khe. This base and all of its facilities have been developed in this wilderness area since that time. Trước khi các trực thăng thực hiện các phi xuất trong cuộc hành quân, các chuyên viên kỹ thuật đã tiến hành kiểm định hệ thống động cơ để bảo đảm cho sự an toàn cho phi công trong suốt thời gian của phi trình tác chiến. Here in Vietnam, the division is a mighty busy outfit. The maintenance work on aircraft is carried out on the flight line, in tent-covered Konex containers converted into shops, and on roll-away engine stands out of doors. Trong khi thực hiện các phi vụ chuyển quân và phi vụ yểm trợ chiến thuật, các trực thăng của Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ cất cánh trong tình trạng an toàn về kỹ thuật từ khi khởi động từ phi đạo cho đến suốt phi trình trong vùng hành quân và khi hạ cánh tại bãi đáp, ở doanh trại hay tại bãi giá chiến trong vùng hành quân. Work being done encompasses not only normal maintenance, but repairs to the assault helicopters which have been damaged by Viet Cong ground fire. Đoạn phim này ghi lại toàn cảnh khu nhà giá chiến của các phân đội kỹ thuật thuộc tiểu đoàn bảo trì trực thăng của Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ tại căn cứ An Khê, vùng 2 chiến thuật. Các chuyên viên kỹ thuật của tiểu đoàn đã phải ứng trực thường xuyên để kiểm tra an toàn sự vận chuyển của động cơ trực thăng. Other critical maintenance is carried out in the tent-covered shops. This is to keep stray particles of dirt and other foreign matter from blowing onto exposed vital parts. Ngoài trách nhiệm tu sửa trực thăng, các quân nhân của tiểu đoàn này rất thành thạo công việc của công binh khi xây dựng các trạm bảo trì trong doanh trại. In front of the engine and powertrain shop, two men of the 229th Maintenance Battalion install a hot end on a UH-1D engine. Đây là hình ảnh các phi đoàn trực thăng thuộc Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ trong các phi vụ chuyển quân, yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ chiến của sư đoàn này trong các cuộc hành quân và các chiến dịch tảo thanh địch quân. There is a parts supply depot near the shop. But the sprawling 1st Air Cav base encompasses much more than the maintenance facility for helicopters. Trong các cuộc hành quân do Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ chỉ huy, các phi đoàn trực thăng vận tải của sư đoàn đã yểm trợ hữu hiệu trong các việc chuyển quân có quân số đông từ các hậu cứ đến chiến trường. Trong các việc chuyển quân có quân số đông từ các hậu cứ đến chiến trường. Trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1967, các phi đoàn trực thăng của Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ đã tham gia nhiều cuộc hành quân lớn tại Pleiku, Bình Định thuộc vùng 2 chiến thuật, yểm trợ các đơn vị bộ chiến về vận chuyển và về hỏa lực trong các cuộc truy kích các binh đoàn chủ lực của cộng quân. It is capable of handling aircraft as large as the Air Force C-130s, and it is not uncommon to see a dozen or more helicopters taking off at one time. Getting away from the airfield for the moment, there are still other areas of the base to be seen. Đoạn phim này ghi lại toàn cảnh vào doanh trại của căn cứ
Radif ở An Khê, nơi mà sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ đặt tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh. On display here are various types of weapons captured from the Viet Cong. Tại căn cứ tổng hành dinh này có một khu triển lãm chiến lợi phẩm trưng bày các vũ khí của cộng quân mà các đơn vị của sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ tịch thu được trong các cuộc hành quân. Các vũ khí của đối phương phần lớn là do Trung Cộng và Nga Xô sản xuất. Requiring more speed than is available with the helicopters. All in all, the control tower personnel here see nearly as much daily air traffic as the control towers of many big U.S. Trong khi các phi đoàn trực thăng chiến thuật là nỗ lực chính về không yểm hỏa lực, thì các phi đoàn vận tải của sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ đã yểm trợ hữu hiệu cho các đơn vị của sư đoàn này trong nhiều cuộc hành quân lớn. Trong đó có các cuộc hành quân giải cứu tiền cứ Pleme, cuộc hành quân tại thung lũng Ia Rang và một cuộc hành quân truy kích cộng quân tại mật khu thuộc vùng 2 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. But the big C-130s of the Air Force and the cargo carriers of the 1st Air Cavalry Division bring in every conceivable item of material, from vehicles and aircraft parts to containers of aircraft fuel and office supplies. Đây là toàn cảnh hoạt động của phi đoàn chiến thuật thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Tại các phi trường giã chiến trong vùng hoạt động của sư đoàn, các phi đội chiến đấu và vận tải đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh để thực hiện các phi vụ chiến thuật, yểm trợ các cuộc hành quân. One of the most interesting helicopters in service with the division is the Sikorsky CH-54A flying crane. It was designed to airlift the heaviest material and offers a variety of cargo handling accessories. Đoạn phim này ghi lại hình ảnh những trực thăng bị hư hại được các trực thăng đặc biệt móc vào để đưa về các căn cứ bảo trì kỹ thuật. A particular mission, a damaged Caribou aircraft is being transported from Anhui Airfield to the fixed-wing aircraft repair shop at Pyongyang. Đây là hình ảnh về một phi vụ vận chuyển trực thăng bị hư hại từ vùng hành quân về căn cứ bảo trì và tu sửa trực thăng. While the Caribou fuselage is being delivered by one flying crane, the other is touching down with the rest of the Caribou parts. Waiting ground crews move in and the unloading begins at once. Nhiều quân dụng nặng cũng đã được các phi cơ trực thăng vận tải lớn chuyển về các tiền cứ quân cụ của sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. This mission is typical of the daily routine for the big helicrane. And as a matter of fact, the flight crew had barely completed this delivery before they were given a new crane. Theo quy định về phi hành, các trực thăng cất cánh luôn ở trong tình trạng an toàn về động cơ. It now had to be airlifted out to a Navy LST in the harbor, which would carry it to Da Nang for repair. Những phi cơ trục trặc về kỹ thuật được chuyển ngay về khu bảo trì tu sửa trực thăng của không đoàn chiến thuật thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Inside the sky crane, you get a better idea of what it's like to transport a heavy, free-swinging load. Đây là hình ảnh loại trực thăng móc và vận chuyển trực thăng bị hư hại, là một loại trực thăng đặc biệt. Trong đó có loại trực thăng CH-54 Tahoe, là trực thăng có sức vận tải lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, với sức trọng tải lên đến 21 tấn. Trực thăng CH-54 Tahoe còn có biệt danh là trực thăng xéo trời, có thiết kế kiểu càng cua
để có thể chuyên chở những quân dụng quá khổ không thể treo bên dưới. Đây là một phi cơ CH-54, hay còn được gọi là CH-54 Skycane, vận chuyển trực thăng bị hư đến một căn cứ ở quân cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, miền Trung, Việt Nam Cộng Hòa. Đây là toàn cảnh doanh trại của tiểu đoàn bảo trì trực thăng thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Tiểu đoàn này phụ trách bảo trì tu sửa các trực thăng UH-1 chở quân, trực thăng chiến đấu UH-1C, trực thăng vận tải CH-47 Chinook và CH-54. Quý khán giả vừa xem xong chương trình truyền hình tưởng niệm tháng Tư Đen với tiêu đề Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1965 đến năm 1975 qua những hình ảnh về sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.